liên quan đến vụ cháy phòng trọ khiến 3 người thiệt mạng tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Trước ngày 9 tháng 1, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã xác định được đối tượng phóng hỏa làm 3 người thiệt mạng trong vụ cháy phòng trọ ở phường An Tân. Đối tượng phóng hỏa giết người được xác định là NTN, sinh năm 1972, trú tại thị xã An Khê. Đáng nói, N được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường vụ cháy khoảng 900m. Trước đó vào khoảng 1 giờ 51 phút rạng sáng ngày 9 tháng 1, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy tại số 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 2 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong trong nhà vệ sinh, gồm NTTV sinh năm 1979, đăng ký thường trú tại phường An Phước, thị xã An Khê, TTKH sinh năm 2009, con gái chị V, và nạn nhân nam tên NTT trú tại thành phố Pleiku. Công an thị xã An Khê sau đó đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương khám nghiệm hiện trường và nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Qua điều tra mở rộng, ban đầu cơ quan công an xác định chị NTTV có mối quan hệ tình cảm với cả NTN và nạn nhân NTT, nên có thể đây là vụ phóng hỏa giết người do ghen tuông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra phòng trọ của NTN thì phát hiện N đã tử vong trong tư thế treo cổ. Thu thập các bằng chứng ban đầu, cơ quan điều tra xác định NTN là người đã phóng hỏa khiến 3 nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Câu chuyện liên quan đến những ghen tuông, giận hờn mù quáng trong tình yêu cũng khiến một cô gái trẻ đã dại dột đốt xe máy tại một hầm xe chung cư mini, gây ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội. Ngày 1 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm vào tối ngày 31 tháng 3 năm 2022. Ngay sau khi nhận được thông tin của vụ cháy, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Với sự vào cuộc khẩn trương, các lực lượng chức năng đã cứu được 12 người bị mắc kẹt, trong đó được 5 người bị thương, chủ yếu là trẻ em. Thế nhưng vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong và nhiều xe máy khác bị thiêu rụi. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, các đơn vị nghiệp vụ điều tra Công an Hà Nội đã vào cuộc và xác định vụ hỏa hoạn không đơn thuần là một vụ cháy thông thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định vụ cháy chính là do phóng hỏa. Truy tìm chứng cứ và nghi phạm, ngay trong đêm Công an đã bắt được nghi phạm và lấy lời khai ban đầu. Nghi phạm phóng hỏa nhà 7 tầng nói trên chính là một nữ công nhân đang làm việc tại thủ đô Hà Nội. Danh tính người này là Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai phóng hỏa do mâu thuẫn tình ái. Nữ công nhân khai rằng bản thân đã có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà bạn trai. Thế nhưng qua trưng cầu kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không có thai. Theo lời khai ban đầu, khoảng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm với anh CVH, sinh năm 1994, trú tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Đến cuối tháng 1 năm 2022, Hải phát hiện có thai với người yêu nhưng gia đình anh Hát ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân. Từ đó, Hải và anh Hát nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau. Tới đầu tháng 3 năm 2022, anh Hát chuyển đến ở cùng anh họ tại số nhà 4, ngõ 60, phường Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để tránh mặt Hải. Từ đó, Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh V, là anh họ của anh Hát, chỉ vì cho rằng anh V chính là người ngăn cản xúi giục anh Hát chấm dứt tình cảm với mình. Khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2022, sau khi khám sức khỏe tại phòng khám tại địa chỉ số 65 Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hải đã một mình điều khiển xe máy từ phòng khám đến cây xăng số 697 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ để mua 30.000 đồng tiền xăng. Sau đó, Hải đã về phòng trọ của anh V tại phường Phú Đô để tìm gặp người yêu, nhưng khu trọ khóa cửa và không vào được. Hải đã đi ra cửa hàng cắt tóc ở khu vực Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để gội đầu làm móng. Tại cửa hàng làm móng, Hải cứ suy nghĩ về việc anh V và gia đình của anh H đã ngăn cản tình cảm dẫn đến H không quan tâm chăm sóc mình khi đang mang thai, nên đã nảy sinh ý định quay lại phòng trọ dùng chai xăng vừa rồi để đốt cháy làm hỏng xe máy của anh V. Đến khoảng gần 18 giờ cùng ngày, Hải mang theo chai xăng và mua một bao diêm để thực hiện ý định đốt xe. Khi đến nơi, cửa khu trọ vẫn khóa, Hải ngồi đợi trước cổng. Khoảng vài phút sau khi có một người nam giới chưa xác định nhân thân ở xóm trọ đi về, mở cửa ra,
thì Hải nói với người này là để cửa cho Hải vào gặp bạn bên trong. Người này đã đồng ý. Khi người này đã đi lên tầng, Hải vào khu để xe tầng 1, xe máy của Hải vẫn để ngoài cổng, thì nhìn thấy chiếc xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 22B2-48276 dừng ở gần cầu thang, nên biết là xe máy của anh V. Hải liền lấy chai xăng để ở xe máy của Hải đi vào trong, mở nắp chai đổ khoảng nửa chai xăng lên xe máy của V, rồi để chai đựng phần xăng còn lại ở gần cửa nhà vệ sinh. Sau đó, Hải đến gần xe máy của anh V, quẹt đến que diêm thứ 6 thì xăng bắt lửa, cháy bùng lên. Sợ rằng người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng rồi cởi bỏ áo khoác bên ngoài, bỏ gần chỗ để xe máy, điều khiển xe về ăn tại một quán ăn trên đường Lạc Long Quân. Khi Hải đang ăn thì Hát gọi điện thông báo khu trọ bị cháy do cháy nổ xe máy nên Hải hẹn quay lại khu trọ để gặp Hát. Khi đang trên đường đến gặp Hát thì Hải bị lực lượng công an bắt giữ. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 31 tháng 3 tại nhà trọ cao tầng ở tổ 4 làng Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ. Với hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng PC07 và công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường để cứu nạn và tổ chức chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và chữa cháy. Ít phút sau, đám cháy được khống chế dập tắt, không cháy lan sang các công trình và nhà lân cận. Khu vực cháy là nơi để xe ở trệt của khu nhà tầng 7, tính cả tum, kết cấu bê tông cốt thép. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em, và đưa đi cấp cứu, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Về thiệt hại sơ bộ, một nạn nhân đã tử vong, về tài sản đang tiếp tục thống kê. Ngày 9 tháng 4 năm 2022, liên quan đến vụ phóng hỏa gây ra vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm đã cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Hải ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về các tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Thanh Hải đã thừa nhận bản thân có chồng nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với anh Hát quê ở Tuyên Quang làm nghề giao hàng chuyển phát. Chồng của Hải không hề biết đến mối quan hệ đó. Hải khai, xuất phát từ mâu thuẫn tình ái với anh Hát, bị can đã phóng hỏa gây cháy khu nhà trọ. Với việc bị điều tra dấu hiệu của hai tội danh trên, bị can Trần Thị Thanh Hải có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, tại hiện trường vụ cháy đã phát hiện một thi thể nữ. Quá trình điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai A, sinh năm 1997 ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị A làm tại công ty cổ phần công nghệ Sotatech và mang thai tháng thứ 2, đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ nghi can gây ra vụ hỏa hoạn là Trần Thị Thanh Hải. Trong sáng ngày 1 tháng 4, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải tại đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, các điều tra viên đã phát hiện Hải đang sinh sống cùng chồng và con trai được 5 tuổi.